Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Xin mến chào tất cả các anh em. Thì em đi hàng báo của ông anh về lúc 4 giờ trên thành phố, 4 giờ sáng. Do đó cho nên là em đi từ 4 giờ sáng tới bây giờ. Thứ nhất là ở trên đó thì kho thì cũng lựa giao cho anh em lái đến lấy. Còn em thì cũng trở về kho chung của em, tức là chỗ quay của em. Tổng thể đấy các bác, nói chung là tổng thể là như thế này. Thì đi em về được dòng Sony này các bác nhá, dòng Sony của loa trả lời, dòng Sony của loa trả lời nó giống như loa Boss này này và JBL, JBL đây các bác, JBL đây, JBL dạng như thế này, loa trả lời và Boss Shell nhỏ, Boss Shell dạng như thế này các bác. Và đây là Boss, đây là một cặp Boss lớn. Đây là một cặp Boss lớn, đây là hai cặp Boss JBL và Boss, có một con loa phóng này, JBL này, và đây là chân 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 loa của JBL và cũng giống như là Boss Shell, Boss này các bạn. Boss này thì làm trả lời ở Panasonic đây, trả lời cũng giống như là Boss, giống Boss này các bạn. Đây, những lồng loa như thế này thì nó có giá nhỏ thôi nhưng mà nó giá khá cao các bạn. Do đó cho nên em cũng bán dòng này nhiều rồi. Boss 101 đây các bác. Và quạt, quạt thì em lấy thử 2 cây và một bao 30 kg của những con nguồn sạc cũng giống như Doctor. Và đây là súp một con, âm ly 4 con, loa một đôi và một bộ loa âm ly của Ken lớn, loa đốc, quạt lọc khí các bác này. Và một con này, con này là con súp này, cũng giống như là loa này, Doctor này, liền này, lớn luôn, có một súp luôn đây các bác, lớn dài dài lắm luôn, hơn mét, tầm gần 1 mét. Còn đây là đài các bác nhá, thùng đài, đài bao gồm có cả chống cơm lớn, thùng đài và Boss Shell 101 đây các bác, 101 đấy, lọc khí Onkyo, cục dàn đại âm ly, rồi con gì của Beowulf đây, lạ lắm đây các bạn, Boss 101 đây các bạn. Tí này em cặp lại chữ lớn này. Hàng này của Mỹ đây, Boss đây các bạn, nặng lắm này, Boss Mỹ đây, 150W 6 ohm, 101 mm USA xịn. Và đây là loa lớn các bạn. Mini thì có mỗi 2 3 4 cặp loa. Onkyo. Loa rời của Onkyo, một cặp loa chung Beowulf. Loa lớn. Loa lớn có 3 cặp. Loa rời đây các bạn, loa rời dạng như này. Đây, dạng như này, Beowulf. Loa rời chung. Đấy thì cũng tạm ổn là đầy kho đây, sau lễ thì em lại khui ra em bán để cung cấp cho anh em. Thôi thì hàng cao thì mình lấy giá cao và đồng thời nữa thì mình bán cao hơn một chút và bao ship cho anh em. Thì ngày hôm nay em nghỉ, bắt đầu từ ngày mai nghỉ. Ở trên cái tờ mà đoán số trúng thưởng thì có người trúng rồi các bác nhá, nhưng mà em cũng chưa công bố thì em cũng chưa lên video. Hôm nay chắc em nghỉ để em sắp xếp lại và đồng thời nữa là khui ra để em sắp xếp lại. Còn hai cái đồng hồ này các bác, hai cái đồng hồ treo tường, một cái của Senco em đang để bên phòng, bên phòng quay bên. Nói chung là đây là tất cả từ 4 giờ sáng tới bây giờ các bác. Em quay sơ bộ để báo anh em biết vậy thôi. Chắc là em nghỉ, em nghỉ ngày hôm nay và bắt đầu từ ngày mai là em nghỉ. Đấy, con này loa nặng lắm các bạn. Đây này, toàn 3 con loa gấu lắm, cao to Technic. Cái đầu này đầu gì lạ lắm quá, Beowulf, cục đàn trung đàn đại Onkyo, rồi đèn nông về tiếp được cặp, có đèn nông có súp đằng sau, Boss. Rồi em xin kết thúc video các bác nhé. Chào các bác, tất cả anh em mọi miền đam mê, nghỉ lễ vui vẻ các bác.